Ngã cao ạ. Trong các trường hợp tình huống ngã cao thì chúng ta sẽ trong quá trình giảng dạy thì chúng ta cũng sẽ đưa ra một số các cái hình ảnh, đúng không ạ? Đưa ra một số cái hình ảnh để chúng ta minh họa và từ đó phân tích được các trường hợp mà tai nạn có thể xảy ra trong trường hợp như này, để cho anh em trong quá trình là làm việc phòng ngừa những cái trường hợp cụ thể để dẫn hạn chế được các cái tai nạn có thể xảy ra. Hoặc những trường hợp như này là để các cái gọi là chân kê của các cái thang rất là không đảm bảo về vấn đề an toàn. Giả dụ như cái chân kê chúng ta chỉ đặt ở trên cái bờ tường có từng 10 đấy, rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là đặt ở trên các cái bộ hành lang như thế này cũng rất là nguy cơ rất là cao. Các anh có thể nhìn thấy là khi chúng ta trèo đứng lên trên này, đứng lên một thời gian sẽ mỏi, đúng không? Đứng lên trèo xuống thì sẽ mỏi chân và chân tay run lẩy bẩy, có thể dẫn đến là làm sao tác động lại lực lại lên trên cái bề mặt của tác động lại các cái lực xung lực lên trên cái thang, dẫn đến là thang không ổn định và có thể dẫn đến là ngã rơi, đúng không? Hoặc là những trường hợp là giả dụ như là làm việc ở bên ngoài trời mà sử dụng các cái phương tiện bảo vệ cá nhân, đúng không? Để các cái công cụ như thế này để làm sao để hạn chế các cái nguy cơ. Như các anh tưởng tượng nếu mà ngã như này thì tôi nghĩ là cái anh này không bao giờ có khả năng giữ lại được, đúng không ạ? Ngã này thì nó sẽ kéo luôn được cả anh đi theo. Thì đấy là những cái công cụ mà lựa chọn cái phương án mà để là phòng ngừa các cái tai nạn và làm sao mà nó phù hợp. Hoặc cái trường hợp như thế này chẳng hạn, trường hợp như này chẳng may mà giả sử bị giò điện chẳng hạn, thì là coi như là ngã tung người luôn, cả mấy ông luôn, đúng không? Hoặc là vai trích ở phía trên cao. Cái này hợp với cả các anh đi vùng biển hay đi cá keo để bắt tôm tép đấy. Tuy nhiên là dưới cái mặt bằng của chúng ta nếu có cái mặt bằng mà không đảm bảo về vấn đề gọi là đấy, vừa rồi các anh nhìn thấy các cái va hoặc các cái thùng này không ạ? Đấy, nếu mà có những thùng mà có thể gây ra những trường hợp là bị ngã, đúng không? Xuống mà ngã cao này theo quy định là từ trên 2 mét xuống là làm sao là phải đeo dây an toàn đấy. Và nguy cơ ngã thì trên này mà chẳng may ở dưới này các cái bờ gờ cạnh các cái thùng đập đầu vào thì có thể chấn thương vân vân. Các anh có thể lấy ví dụ như vậy. Tiếp theo nữa là về cái phương tiện sử dụng các cái phương tiện cơ giới hoạt động gây ra tai nạn lao động trong quá trình hoạt động sản xuất thì chúng ta có thể thấy là dẫn đến là đặc biệt là sử dụng các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Các anh có thể nhìn thấy là sử dụng các cái xe nâng, đúng không? Xe nâng trong quá trình hoạt động sản xuất là rất là phổ biến. Và nhiều khi tôi đi kiểm tra cái xe nâng này ở trong các doanh nghiệp nó cũng có những cái xe nâng còn không còn đầy đủ các cơ cấu đảm bảo an toàn. Ví dụ như có những xe nâng còn không có gương, xe nâng còn không có còi, đúng không? Và còi thì nghe còn không ra rõ nữa. Thế thì dẫn đến cái việc là hoạt động vận hành ở trong một cái phạm vi không gian nhỏ hẹp, cũng như là người đi lại nhiều thì dẫn đến cái nguy cơ rất là lớn trong các hoạt động sản xuất này. Một nội dung nữa đó là cái việc là nguy cơ do nóng, do bị bỏng nhiệt, các anh thấy rất là rõ rồi, đúng không ạ? Dẫn đến trong quá trình hoạt động sản xuất thì dẫn đến các cái hoạt động bị bỏng nhiệt thì có thể do bỏng nóng hoặc bỏng lạnh, đúng không ạ? Bỏng lạnh cũng rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đây là một số cái công đoạn trong quá trình thi công. Giả dụ như gia công cơ khí chẳng hạn, chúng ta các cái dao cắt, mũi dao, khi mà ma sát vào các bề mặt kim loại thì có thể dẫn đến là sinh nhiệt, nếu không cẩn thận cầm luôn vào thì có thể dẫn đến bỏng, hoặc là các quá trình gia công đê thủy tinh chẳng hạn, các lò thủy tinh vân vân, hoặc là bỏng nhiệt do lạnh, do các cái tháp các cái khí lạnh phun thẳng trực tiếp vào dẫn đến là bỏng. Và một nội dung tiếp theo đó là về cái mối nguy về điện. Thì chúng ta có thể thấy là mối nguy về điện có thể kể đến đó là khi chúng ta tiếp xúc với cả nguồn điện thì dẫn đến là gọi là bị về điện, đúng không? Bị điện giật. Với các cái hoạt động này thì có thể chỉ kể đến đó là tiếp xúc trực tiếp ở khi làm việc đối với cả các cái tủ điện này hoặc là các cái máy thiết bị mà làm sao không đảm bảo về vấn đề an toàn, đúng không? Bị giò điện
hoặc là trong hoạt động cuộc sống thông thường đấy, đúng không ạ, dẫn đến hoặc là tiếp xúc với những cái dây điện mà bị hở à, có thể dẫn đến các tai nạn. Ngoài ra thì có thể kể đến một cái loại tai nạn nữa, đó là cái tai nạn mà do bị phương tiện áp suất dẫn đến tai nạn. Và cái trường hợp này thường xảy ra là khi mà dây điện bị rơi xuống đất mạnh một nước, hoặc là cái trường hợp mà máy thiết bị và thi công và gọi là xúc vào làm cho hỏng hóc các cái đường dây điện tận ngầm. Các anh có thể nhìn thấy. Ở trong cái hình này các anh có thể cái video này các anh có thể thấy là chúng ta nhìn thấy là các mối nguy có thể xảy ra đối với cả tai nạn khi có điện áp nước và cách gọi là phòng ngừa, đúng không? Phòng ngừa tai nạn khi mà xảy ra đối với cả nguy cơ điện áp nước. Trong quá trình đào tạo hướng dẫn thì các anh có thể là đào tạo hướng dẫn anh em theo các cái thức hướng dẫn như trên. Tức là khi cho chân ép sát này làm sao để làm giảm cái điện áp, đúng không? Càng sát nhau thì cái điện áp này càng nhỏ, đúng không? À, đối với cả các cái tai nạn về điện này thì chúng ta có thể thấy gây ra các cái thương tổn, nó gây ra là bỏng, đúng không? Bỏng gây ra hoại tử hoặc là gây ra là chết người, giật chết người, vân vân. Trong cái trường hợp này anh nhìn thấy. Về đối với cả tai nạn về điện thì chúng ta khi trao đổi với cả anh em thì chúng ta có sẽ xác định được là cái hướng dẫn anh em các cái nguồn có thể gây ra các ảnh hưởng đến mức độ gây ra tai nạn lao động về điện. Ví dụ như là các cái loại hình đường điện đi qua cơ thể người như thế nào là nguy cơ cao nhất, đúng không ạ? Đi qua tim là nguy cơ cao nhất, hoặc là do cái diện tích và áp suất tiếp xúc, giả dụ như là ví dụ như là trường hợp chúng ta cầm nắm, đúng không? Nắm chặt, đúng không? Hoặc là các tình trạng da tay ấy, tức là liên quan đến cái điện trở của người. Nếu như da tay của chúng ta mà trời hôm đấy mà khô hanh chẳng hạn thì cái điện trở của người nó sẽ làm sao, nó cao, đúng không? Thì khi tiếp xúc với điện áp thấp thì sẽ không có cái nguy cơ về không thấy các cái điện, gọi là nguy cơ về điện giật, đúng không? Đấy, hoặc là liên quan cái mức độ nghiêm trọng sẽ liên quan đến thời gian đi qua cơ thể người cũng như cái điện áp tiếp xúc thì chúng ta sẽ giới thiệu cho các anh em ở đấy, đó là cái điện áp về an toàn, đúng không? Điện áp an toàn của để tránh cái trường hợp điện giật. Điện cũng có thể gây ra các cái gọi là cháy nổ chạm chập vân vân, gây ra cháy nổ rất là tiếp theo nữa là các nguy cơ về hóa học, đúng không ạ? Thì dẫn đến là coi như là bị nhiễm độc gọi là cấp tính, có thể gây ra là tai nạn, gây ra ngất, hoặc là có thể gây ra thậm chí là chết, hoặc là gây ra nổ trong quá trình hoạt động sản xuất và dẫn đến là các cái tổn hại rất là lớn. Các anh có thể nhìn thấy ở trên các cái hình, đây là những cái thảm họa do quá trình nổ. Giả dụ như đây là cái trường hợp mà bị ở gọi là cháy cái bãi cảng xe cách đây khoảng 2-3 năm thì đấy, rồi cháy do là khi lưu trữ hóa chất là không đảm bảo và dẫn đến là phát sinh nhiệt và gây ra cháy. Đấy. Và tiếp theo nữa là một yếu tố, đó là về vấn đề nổ vật lý. Nổ vật lý ở đây thì chúng ta có thể thấy đó là việc sử dụng các cái thiết bị mà có bị nén khí, có khí nén áp suất cao và dẫn đến là các cái vỏ bình không đảm bảo về vấn đề an toàn, dẫn đến là trong quá trình vận hành
có thể là tự tăng áp suất do cái điều kiện là môi trường. Ví dụ như là chúng ta thấy là để các cái bình chai khí ở ngoài, gọi là ngoài trời đấy, nắng nóng chiếu vào dẫn đến là rắn ở không khí và tăng áp suất dẫn đến là nổ. Tôi trước đây tôi cũng làm ở một doanh nghiệp mà có sản xuất cơ khí này, khi mà nhiều khi các anh có thể thấy là đối với cả các cái chai khí này khi được vận hành, được mang đến từ nhà sản xuất thì sẽ phải được là lưu kho bảo quản, đúng không, ở trong các cái khu vực có mái che đầy đủ. Tuy nhiên là một cái buổi ngày hôm đấy là các bác ấy là mang về không kịp và mà cũng lười, đã để ngay ngoài bãi, để ngay ngoài bãi mà cuối cùng khi về nắng to, nắng rất to chiếu xuống và dẫn đến là áp suất ở đây tăng ở rất cao. Khi chúng ta cảm giác như chúng ta sờ vào cái thành bình như thế này này, còn bỏng tay ạ. Thế thì hôm đấy tôi đi kiểm tra và tôi có trao đổi với cả anh em vận hành ở đấy. Sau khi anh em vận hành nhận biết được là cái mối nguy ở đây rồi, thế thì bây giờ tôi có nói đùa, tôi bảo là bây giờ tôi mời các anh ra gọi là vận chuyển các cái chai khí này vào. Thế là cuối cùng các bác thì sợ luôn, xanh mắt luôn. Các bác bảo là thôi em, bây giờ em chịu. Nghe anh nói như thế rồi thì em mới biết được là cái này có nguy cơ rất cao, dẫn đến bây giờ để như thế này nếu chẳng may trong số những cái chai bình khí này nó có những cái không đạt yêu cầu và áp suất làm việc mà tự tăng cao như vậy thì dẫn đến nổ. Thế là cuối cùng là làm sao, giải pháp là phải mang vòi nước phun, đứng phun từ xa để phun vào đây để cho làm nguội đi, xong bắt đầu lúc đấy mới cấp tập làm nguội để lúc đấy mới vận hành, vận chuyển vào trong cái lán trại, các cái chỗ để có mái che để làm sao để hạn chế được các cái nguy cơ này. Thế thì các anh trong quá trình giảng dạy các anh cũng chú ý đến các cái này, hoặc là đây, quá trình vận chuyển các chai khí đó. Các anh nhìn thấy là khi một vụ nổ xảy ra, rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Con người trong cái vùng khu vực này thì coi như là chắc là không có gì để mà nói nữa. Rồi. Vừa rồi là tôi đã trao đổi với cả các anh nhanh một số các cái mối nguy trong mối nguy hiểm trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên thì trong các cái loại hình sản xuất đặc thù thì nó sẽ có những cái mối nguy rất cụ thể, tại vì mối nguy này nó sẽ tồn tại từng vị trí làm việc, nó sẽ có những cái độ nghiêm khắc nhau và các cái loại hình khác nhau. Thì do đó trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi cũng không thể trình bày được hết, thì sau này thì các anh có thể là tùy theo từng chuyên ngành cụ thể hay là từng công việc cụ thể, các anh có thể tìm hiểu thêm và bổ sung thêm các mối nguy. Đặc biệt là trong quá trình mà giảng dạy thì chúng ta, nếu như giảng dạy một đối tượng nào đấy, công việc nào đấy, thì chúng ta cố gắng tìm hiểu đầy đủ các cái mối nguy đặc trưng của họ, cái công việc của họ, để từ đó giới thiệu để cho họ nhận biết, cho người lao động nhận biết được các cái mối nguy đấy để có cái nhận thức phòng ngừa các cái nguy cơ có thể xảy ra. Tiếp theo, một cái nội dung cuối cùng tôi xin phép được trao đổi trong ngày hôm nay, đó là về cái cách thức mà chúng ta khi sau quá trình chúng ta nhận biết được các cái mối nguy hiểm trong hoạt động sản xuất thì chúng ta sẽ có cái cách thức như thế nào để làm giảm thiểu các cái mối nguy đó dẫn đến gây ra tai nạn lao động cũng như là bệnh nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất. Thì đây là một cái tháp mà gọi là đánh giá về mức độ hiệu quả của các cái giải pháp để giảm thiểu mối nguy. Chúng ta có thể thấy ở đây nó gồm có 5 cái giải pháp để đưa ra các cái trình tự để chúng ta tiến hành các cái cách thức để giảm thiểu. Đầu tiên có thể thấy rõ, các anh nhìn thấy ở đây cái mũi tên này, chỉ từ trên xuống dưới, thì các cái cách mà để mà loại bỏ các phương pháp mà để giảm thiểu mối nguy ở phía phần trên này là mức được đánh giá là mức gọi là hiệu quả cao nhất. Ví dụ như là đầu tiên phải kể đến đó là loại bỏ mối nguy.
Tức là làm sao khi chúng ta có tồn tại mối nguy ở trong cái môi trường lao động đấy, đúng không? Thì chúng ta loại bỏ nó đi, loại bỏ nó đi. Thì cái này thì có hiệu quả làm sao? Đương nhiên là gần như 100%, đúng không? Phải nói là gần như là hiệu quả 100% luôn. Khi không còn mối nguy nữa thì làm sao ạ? Thì làm gì còn nguy hiểm, đúng không? Làm gì còn tai nạn? Đấy. Tiếp theo nữa là cái cách thức, đó là về thay thế. Tức là chúng ta sẽ xem xét ở theo quy trình công nghệ như thế, chúng ta có thể sẽ là làm sao thay thế cái mối nguy hại đấy bằng một mối nguy hại khác, đúng không? Mối nguy hiểm bằng có ít nguy cơ hơn, đúng không? Ví dụ như chúng ta ở đấy chúng ta sử dụng một cái loại hóa chất, công nghệ là yêu cầu phải sử dụng một cái loại hóa chất này để vận hành. Tuy nhiên là làm sao trong quá trình chúng ta thấy mối nguy đấy nó rất là nguy hiểm, đúng không? Dẫn đến này thì chúng ta lựa chọn cái loại mà ít có tính độc hơn, đúng không ạ? Mà vẫn đảm bảo về yêu cầu về công nghệ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm giảm cái mức độ này đi. Nếu mà lựa chọn được thay thế các cái mức độ nguy hại này mà làm sao gần như tuyệt đối, đúng không ạ? Không còn nữa thì chứng tỏ là loại bỏ được mối nguy, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu không thì nó vẫn còn tồn tại thì cái mức độ này nó là thấp hơn so với cái loại bỏ một chút. Tiếp theo nữa là về yếu tố về kỹ thuật, tức là ngăn chặn về tiếp xúc. Yếu tố ngăn chặn về tiếp xúc tức là chúng ta sử dụng các cái biện pháp về mặt kỹ thuật đấy. Như ở phần đầu tôi đưa nói, đó là cái mối nguy đấy nó được tồn tại ở trong một môi trường, đúng không? Một môi trường cụ thể, trong một phạm vi không gian cụ thể, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ ngăn chặn việc tiếp xúc của con người trong cái môi trường, cái vùng nguy hiểm đấy thì sẽ dẫn đến là hạn chế được cái nguy cơ, đúng không ạ? Giả dụ như là chúng ta làm các cái lồng bao che, đúng không ạ? Lồng bao che hoặc là các rào chắn, rào ngăn để không cho con người hoặc là bộ phận con người tiếp xúc với cái vùng nguy hiểm đấy, đúng không? Tiếp xúc với mối nguy nữa thì dẫn đến là giảm thiểu được tai nạn, đúng không? Tuy nhiên cái biện pháp này không thể bằng được là các cái phương pháp loại bỏ và thay thế, đúng không? Vì nó vẫn tồn tại mối nguy, đúng không ạ? Vẫn tồn tại, nhưng biết đâu một ngày nào đấy, đẹp trời nào đấy, con người vẫn cố tình đi vào vùng đấy làm sao, đúng không ạ? Vừa vẫn cố tình thò tay vào cái vùng nguy hiểm đấy thì làm sao, đúng không ạ? Thì vẫn dẫn đến tai nạn. Tiếp theo nữa là cái cách thức, đó là về cái biện pháp về hành chính, đó là hệ thống kiểm soát trong quá trình làm việc. Tức là từ cái việc là tổ chức về gọi là các cái hoạt động về đào tạo này, nhận biết này, nhận thức này, cũng như là các cái hoạt động về tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn này, đấy, nâng cao tay nghề vân vân. Tuy nhiên thì cái hoạt động này nó vẫn còn tồn tại và vẫn có thể xảy ra. Cái biện pháp cuối cùng đó là biện pháp về sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân, tức là các phương tiện bảo vệ cá nhân. Thì đây là cái nội dung mà tôi nghĩ rằng nó là nội dung là khá quan trọng trong cái việc mà đào tạo huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động. Tại vì bản thân cái đặc thù của hoạt động sản xuất của Việt Nam hiện nay chưa tiến tới, chưa thể đạt được ở cái mức cao. Do đó, cái trong hoạt động sản xuất vẫn luôn tồn tại những cái mối nguy và khi chúng ta chưa đủ nguồn lực để chúng ta là làm sao đầu tư, thay thế công nghệ, máy móc, thiết bị, vân vân và trình độ quản lý cũng như trình độ con người. Trình độ về tay nghề con người, nhận thức của con người chưa đáp ứng được một cách tuyệt đối trong công tác an toàn vệ sinh lao động thì vẫn phải là phải sử dụng đến cái biện pháp gọi là biện pháp cứng bức đấy, gọi là bắt buộc là phải để hạn chế ngăn ngừa các cái tai nạn lao động. Đây là cái giải pháp mà phải nói là giải pháp cuối cùng. Tuy nhiên cái giải pháp cuối cùng này thì trong quá trình làm việc đối với cả các cái doanh nghiệp thì tôi nhận thấy là cái cách thức mà anh em sử dụng các cái trang thiết bị bảo hộ lao động này nó còn có rất là nhiều vấn đề dẫn đến là hiệu quả không đạt được như kỳ vọng. Thế thì bây giờ vai trò của chúng ta là các giảng viên huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động thì chúng ta sẽ phải như thế nào ạ? Chúng ta phải hướng dẫn, đúng không? Hướng dẫn, trang bị kiến thức để trao đổi đối với cả người sử dụng lao động, để người sử dụng lao động là có cách thức quản lý cũng như là làm sao lựa chọn những cái phương tiện bảo vệ cá nhân một cách là đúng, chuẩn, đảm bảo về vấn đề an toàn. Đồng thời là người lao động thì sẽ phải làm sao biết cách sử dụng, đúng không ạ? Biết cách sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân này một cách có hiệu quả, đúng không ạ?
hoặc đồng thời nữa là biết cách sử dụng rồi, biết cách bảo quản rồi, đúng không ạ? Đấy, bảo quản, lưu trữ vân vân. Thì đấy là cái trách nhiệm mà tôi nghĩ là cái tầm quan trọng của cái người giảng viên. Chúng ta cũng nên cân nhắc cái việc này và sẽ trang bị để trao đổi cho anh em những cái hoạt động về sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân. Do đó thì ở đây tôi xin phép giới thiệu một rất là nhanh gọn đối với cả cái việc là sử dụng các cái trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, để từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về cái việc là sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào cho nó phù hợp. Đối với cả các cái phương tiện bảo vệ cá nhân này thì nó theo quy định thì nó có đầy đủ tất cả các cái tính năng bảo vệ cho từng bộ phận của cơ thể con người, từng mối nguy có thể dẫn đến là tác động đến cơ thể con người thì đều có các cái phương tiện bảo vệ cá nhân liên quan. Tuy nhiên trong những cái đặc thù công việc thì nó cũng có, sẽ có những cái phương tiện bảo vệ cá nhân đặc thù, thì do đó trong quá trình mà đào tạo giảng dạy thì các anh cũng sẽ tìm hiểu thêm, trao đổi thêm đối với cả doanh nghiệp, hoặc là tìm hiểu thêm các cái công nghệ về sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân đặc thù này để giới thiệu và hướng dẫn cho các anh em trong quá trình đào tạo hướng dẫn. Với cái việc phân loại về phương tiện bảo vệ cá nhân, chúng ta có thể thấy đó là về việc phân loại về đối với cả vùng đầu thì có cái phương tiện bảo vệ đầu, đúng không? Nếu như là có nguy cơ về hô hấp, đúng không? Tức là hít vào các cái chất độc hại, về bụi, về hóa chất, đúng không? Hơi khí độc thì có các cái phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp. Phương tiện bảo vệ mắt để phòng ngừa các cái tai nạn gây ra chấn thương về mắt, đúng không? Phương tiện bảo vệ về thính giác là gây ra là bị tiếng ồn, đúng không? Phương tiện bảo vệ thân thể là quần áo, vân vân. Phương tiện bảo vệ tay chân, phương tiện bảo vệ chống ngã cao, phương tiện bảo vệ chống điện từ trường, phương tiện bảo vệ chống chết đuối và các một số các loại phương tiện đặc thù khác. Về phương tiện bảo vệ cá nhân thì chúng ta sẽ phải xác định được là nó đầy đủ bốn cái tính chất để đảm bảo. Đó là cái tính mà tính pháp lý thì nhà nước và các cơ quan thẩm quyền thống nhất ban hành thông qua các luật và văn bản pháp lý. Và tính khoa học thì là các cái vấn đề về mang tính thực tiễn cũng như là khoa học công nghệ để đáp ứng vào việc là nghiên cứu xây dựng các cái phương tiện bảo vệ cá nhân. Nó đảm bảo về vấn đề về gọi là chất lượng. Tiếp theo nữa là các tính quần chúng, đó là yêu cầu về việc là chúng ta phải có người tham gia, người sử dụng, đúng không ạ? Khi chúng ta trang bị cho anh em xong nhưng người ta bảo thì thấy người ta sử dụng người ta thấy không phù hợp và người ta có thể phản ứng, đúng không? Phản ứng và dẫn đến cái việc là người ta không sử dụng. Và các cái phương tiện bảo vệ cá nhân cũng phải là có cái gọi là thời gian hiệu quả, tính hiệu quả cũng như là chi phí cho việc đầu tư trang bị. Đối với cả một cái phương tiện bảo vệ cá nhân thì nó phải đáp ứng bởi 5 cái yếu tố cơ bản. Khi giảng dạy thì các anh nhìn thấy trao đổi với cái việc sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, cách thức lựa chọn phương tiện bảo vệ cá nhân thì phải đáp ứng đủ 5 cái yếu tố cơ bản như sau. Thứ nhất là đảm bảo về tính bảo vệ, đúng không? Phương tiện bảo vệ cá nhân mà không có tính bảo vệ thì không còn là phương tiện bảo vệ cá nhân, đúng không ạ? Chỉ còn là, có thể là chỉ còn là trang trí, đúng không? Làm đẹp thôi, vân vân. Thì nó không có khả năng gọi là bảo vệ được các cái mối nguy hiểm có hại tác động đến cơ thể con người. Thì đây là cái yêu cầu cơ bản đầu tiên cao nhất trong cái việc đấy. Tiếp theo là tính vệ sinh, đúng không ạ? Là không độc, không gây khó chịu, không gây cản trở các chức năng hoạt động của cơ thể. Cái điều này cũng rất là quan trọng và được quy định rất chi tiết trong các cái điều khoản của tiêu chuẩn đối với từng loại về phương tiện bảo vệ cá nhân. Tiếp theo nữa là yêu cầu về tính sử dụng, là phải nhẹ nhàng, thuận lợi, ít gây cản trở khả năng lao động, vân vân, đúng không? Nếu mà đeo vào nó như cái cụ chẳng hạn thì người ta cũng sẽ làm sao ạ? Cản trở cho thao tác, gây ra là làm sao? Không muốn sử dụng, đúng không ạ? Đấy, không muốn sử dụng và dẫn đến là nó chống đối trong việc sử dụng các phương tiện bảo vệ nhận. Tiếp theo nữa là các yêu cầu về tính thẩm mỹ. Tính thẩm mỹ cũng phải là làm sao mang tính đẹp, đúng không ạ? Nó phải nhìn nó ra dáng đẹp, để gọi là, chứ không người đeo những cái phương tiện bảo vệ cá nhân mang nhìn nó xấu hoắc lên, người ta cũng gọi là không thích, đúng không ạ?
hoặc là với yêu cầu về mặt tính kinh tế, đó là giá thành hợp lý để nhiều người tiêu dùng chấp nhận được. Ở đây nó liên quan rất nhiều trong cái hoạt động về trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân. Nó liên quan đến bài toán kinh tế giữa việc là lựa chọn phương tiện bảo vệ cá nhân mà làm sao đảm bảo đầy đủ các tính chất trên thì giá thành lại cao, đúng không? Có thể là giá thành lại cao dẫn đến là cái công tác đầu tư, đúng không, của doanh nghiệp cho việc là sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân này làm sao là không đạt hiệu quả, đúng không? Họ lại phải lựa chọn những cái làm sao khác có thể không không đảm bảo hơn, kém đảm bảo hơn, đúng không? Đấy, hoặc là thậm chí còn mua những cái phương tiện bảo vệ cá nhân là trôi nổi ngoài thị trường, không hoàn toàn không đảm bảo về chất lượng, đúng không? Thì cứ gọi là trang cấp cho anh em, cứ ví dụ như một cái khẩu trang chẳng hạn, thôi đây tôi trang bị cho ông cái khẩu trang này rồi, đeo đi sử dụng đi, nhưng cái đấy nó giá thành của nó rất rẻ, đúng không? Nó không đảm bảo về tính chất bảo vệ, đúng không? Đeo vào là sao? À, bằng thừa. Thế thì cái việc đấy nó là những việc là chỉ mang tính chống đối và làm sao không có tính gọi là bảo vệ cho người lao động. Đấy. Thì đối với cả quy trình để thực hiện cái việc quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân tại một cơ sở thì chúng ta cũng sẽ phải là thực hiện theo một cái quy trình nhất định để từ đó lựa chọn được phương tiện bảo vệ cá nhân một cách hợp lý và là đảm bảo được tính bảo vệ. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải tiến hành đánh giá nguy cơ để xác định rõ từng việc cần dùng phương tiện bảo vệ cá nhân, đúng không? Cái này đánh giá để mình xác định là các mối nguy, đúng không? Mối nguy giả dụ tôi bị ngã cao thì tôi phải bắt buộc phải sử dụng là dây an toàn, đúng không? Tôi nông ra là như thế. Cái khu vực đấy có nguy cơ là bị dây đổ vật rơi từ trên đầu rơi xuống từ rơi xuống đầu thì phải là sử dụng là mũ an toàn công nghiệp chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc đánh giá nguy cơ này để thể hiện rõ từng việc cần dùng cái phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào. Cái này thì thực tế nó cũng đã được quy định ở trong cái quy định theo cái thông tư 04 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về danh mục các cái phương tiện bảo vệ cá nhân, các anh có thể tham khảo ở trong cái đấy. Ở trong cái quy định về đấy thì nó cũng có liên quan đến từng ngành nghề cụ thể. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái công việc đặc thù, từng vị trí làm việc nó cũng có những cái khác, mối nguy nó cũng có thể nó cũng khác. Do đó chúng ta cần phải đánh giá để xác định rõ, để từ đó chúng ta lựa chọn cái phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào cho phù hợp, đúng không? Này. Tiếp theo nữa là lựa chọn cấp phát cái phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện người sử dụng lao động, người sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân một cách đúng, đúng không? Đánh giá sự phù hợp của phương tiện bảo vệ cá nhân đối với người sử dụng là người dùng có phù hợp hay không, không phù, đúng không? Chất lượng có đảm bảo hay không? Tiếp theo nữa đó là quá trình về kiểm soát, về bảo dưỡng, lưu cất, cất giữ an toàn về phương tiện bảo vệ cá nhân, đúng không? Để làm sao luôn đảm bảo là tính gọi là cái phương tiện bảo vệ cá nhân đấy còn chất lượng, đúng không ạ? Còn tính bảo vệ, chứ không cứ bảo quản ở những nơi mà không không tốt, dẫn đến là chất lượng của phương tiện bảo vệ cá nhân nó bị giảm đi và dẫn đến là không còn tính năng bảo vệ. Lúc đấy anh em lại cứ tin tưởng vào là phương tiện bảo vệ cá nhân là đang ngon, đúng không? Tôi vẫn dùng, nhưng mà cuối cùng đeo vào, sử dụng vào vẫn chết như bình thường. Thì cái đấy là những cái cần cân nhắc. Sau đây tôi xin phép được đưa vào một số các cái loại phương tiện bảo vệ cá nhân đặc thù gọi là phổ biến để chúng ta có thể hình dung. Với cái phương tiện bảo vệ đầu thì chúng ta có thể thấy là ngăn ngừa các cái chấn thương, giả dụ như chấn thương về rơi, đúng không? Rơi vật rơi, ví dụ như là các cái vật rơi như là cái búa chẳng hạn, anh em làm việc ở trên các giàn giáo, người đi lại ở dưới rơi các vật rơi kim loại, hoặc là gạch vụn vân vân. Hoặc là một cái nội dung nữa là bị là điện, đúng không? Bị điện giật chạm vào đầu và dẫn đến. Thì tùy theo cái này thì nó sẽ có các loại phương tiện bảo vệ cá nhân về bảo vệ phòng đầu. Đây là các cái dạng chấn thương, chúng ta có thể thấy chấn thương bị đinh ghim này, này bị ngã này, đây đồng chí này bị tóm vào đầu đấy. Và việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân nó cũng phải là mang tính đặc thù, đúng không ạ? Lựa chọn không phải là cứ bất kỳ cái gì, đúng không? Lựa chọn đây, giả dụ như đây một trường hợp một anh công nhân đang vận hành máy cắt này, đúng không ạ? Phương tiện bảo vệ cá nhân này chúng ta nhìn thấy là làm sao bảo vệ được toàn bộ mặt, đúng không ạ? Toàn bộ đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đánh giá là xem là cái phương tiện bảo vệ cá nhân này nó có phòng ngừa được các cái mối nguy nào xảy ra, đúng không? Ở đây thì có thể phòng ngừa được là cái gì? Chắc là tôi nghĩ là cũng chắc một vật văng bắn nhỏ,
chứ còn nếu mà vỡ đá như thế kia mà văng vào đầu mặt thì chắc là thôi xong đúng không ạ? Phòng ngừa về gọi là bụi hít phải này thì cũng không có đúng không ạ? Đấy nôm na như thế thì cái việc lựa chọn chúng ta sẽ thấy đấy. Tùy theo các bối cảnh của mối nguy thì chúng ta sẽ xác định được là lựa chọn phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào là phù hợp đúng không ạ? Các anh có thể nhìn thấy đây là một số các loại phương tiện bảo vệ cá nhân đúng không? Đơn giản không? Nó chỉ là cái mũ, cái nón đúng không ạ? Cái mũ cát. Thế theo ai các anh chị có phải đây là phương tiện bảo vệ cá nhân không? Có đúng không ạ? Vì bản chất của nó là trong cái quá trình hoạt động sản xuất, ví dụ như mình đánh giá là mối nguy của nó là thế nào thì chúng ta lựa chọn cái phương tiện bảo vệ đấy phù hợp. Mối nguy ở đây chúng ta là do nắng nóng đúng không ạ? Nắng chiếu trực tiếp thì chúng ta là sao? Chúng ta sử dụng cái nón vành rộng đúng không ạ? Để làm sao hạn chế nắng chiếu vào đầu đúng không ạ? Mà bây giờ nếu mà trong những trường hợp này chúng ta lại sử dụng cái mũ an toàn chẳng hạn thì gần như không có tác dụng bảo vệ cho cái việc cái tác dụng bảo vệ về tránh nắng nóng nó rất là hạn chế đúng không? Nhưng cái gọi là cái không có cái mối nguy rơi vỡ đổ ở đây thì làm sao thì cũng sử dụng cái mũ vào đấy cũng vô tác dụng đúng không? Thế thì việc lựa chọn ở đây chúng ta sẽ lựa chọn theo cái gọi là mối nguy có thể xảy ra, đồng thời là lựa chọn cái mối nguy đấy, cái phương tiện làm sao cho nó phù hợp. Như thế này chúng ta thấy là lựa chọn rất rẻ tiền đúng không? Rất rẻ tiền, cái nón có bao nhiêu đấy, nhưng nếu như chúng ta lựa chọn một cái mũ an toàn công nghiệp chẳng hạn mà đạt tiêu chuẩn thì giá nó lại khác hẳn đúng không? Đây là một cái mũ an toàn công nghiệp, đây thì các chị có thể nhìn thấy ạ. Ngoài ra các mũ an toàn này thì nó có thể nó kết hợp nhiều nhiều loại, mũ chỉ đơn thuần không chỉ bảo vệ tính năng bảo vệ là vật rơi đúng không? Ngoài ra nó còn có các cái tính năng kèm theo đó là sử dụng các cái kính bảo hộ đúng không? Để chống van bắn. Ngoài ra còn có thêm các cái tấm cài, giả dụ như là hỗ trợ là đèn đúng không? Tiếng ồn đúng không? Cài cái có tai chống ồn đúng không? Có tai ốp tai chống ồn. Thì cái này nó hay sử dụng trong các anh em làm về trong ngành mỏ chẳng hạn, đấy có hay có các cái đèn cài trên đó. Đấy. Tùy theo những cái công việc cụ thể thì chúng ta lựa chọn cái phương tiện bảo vệ cá nhân như nào cho nó phù hợp. Và các cái mối nguy có thể chúng ta khi chúng ta lựa chọn các cái loại, giả dụ như là trên các cái mũ nó có các ký hiệu, giả dụ như chúng ta sẽ lựa chọn là loại mũ chỉ có chống chấn thương đúng không, hoặc là mũ về có tính năng bảo vệ về điện nữa chẳng hạn, đấy thì nó sẽ có các ký hiệu ở trên, thì các anh trong quá trình và hướng dẫn người sử dụng hay là người gọi là để lựa chọn các cái phương tiện bảo vệ cá nhân, nó phải phù hợp với cái bối cảnh. Đây là một cái ví dụ ở quá trình về thử nghiệm mũ ấy, các anh tưởng tượng này, khi mà mũ không đảm bảo an toàn nó vỡ toác ra như thế này đấy. Thì khi qua quá trình về cơ bản thì đơn vị chúng tôi là một cái đơn vị mà kiểm định đầy đủ tất cả các phương tiện bảo vệ cá nhân này, thì đối với cả cái mũ này chẳng hạn là cũng là một cái chỉ tiêu, một cái loại hình mà phương tiện bảo vệ cá nhân mà chúng tôi đang kiểm định. Thế trong quá trình mà chúng ta giảng dạy đối với cả anh em ấy, thì chúng ta cũng có thể hướng dẫn lựa chọn cái mũ làm sao đảm bảo an toàn bằng cách sao thường thì chúng tôi theo kinh nghiệm của chúng tôi là những cái mũ mà không đảm bảo an toàn ấy, chúng ta cầm cái mũ chúng ta đập một phát vỡ ngay. Thế thì còn nếu như là cái mũ mà đảm bảo cái vấn đề an toàn thì các anh cầm cái mũ đấy anh cứ đập, anh đập thoải mái nó cũng không vỡ được đấy. Đấy thì chúng ta hướng dẫn cho anh em là cách như thế đúng không ạ? Thế thì bây giờ anh em công nhân khi được trang bị đấy, ông gọi là bên vật tư vừa mới trao cho gọi là giao cho cái mũ để sử dụng, ông cầm luôn cái mũ ông đập một phát lên cho tôi đúng không, xem có chất lượng đảm bảo hay không đúng không? Đấy, đấy là cái cách thử đúng không? Đấy, chúng ta có thể thử thêm như vậy thì trong quá trình ta sẽ hướng dẫn đấy. Cách sử dụng và bảo quản các cái mũ đúng không ạ? Như thế nào cho phù hợp đấy. Đấy. Tiếp theo nữa là cái phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp, thì phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp này chủ yếu là bảo vệ cái việc là hít đúng không? Hít, chúng ta hít phải là bụi đúng không? Hít phải hơi khí độc đúng không? Để ngăn ngừa cái việc hít này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp để phòng ngừa các cái gọi là cái tổn thương gây ra cho phổi, ví dụ như là
trường hợp như trên. Đây, hít phải là bụi amiang gây ra ung thư, hít phải bụi phổi gây ra bụi phổi silic. Đây là những cái bệnh mà có gọi là nằm trong 34 danh mục bệnh nghề nghiệp của chúng ta được có nghiệp phép. Thì việc sử dụng cái phương tiện bảo vệ cá nhân này thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn là vị trí chúng ta cung cấp sử dụng cái loại phương tiện bảo vệ cá nhân, hoặc là vị trí làm việc đấy có các cái mối nguy như thế nào để chúng ta lựa chọn. Không phải là ở đấy nó chỉ tồn tại là làm sao tồn tại bụi mà chúng ta lại sử dụng là bán mặt nạ phòng độc, đúng không? Hoặc là ở đấy mà có hơi khí độc mà chúng ta chỉ sử dụng cái gọi là khẩu trang lọc bụi, đúng không? Thì tính năng bảo vệ nó sẽ không có, đúng không? Mang chỉ mang tính hình thức đấy. Thì do đó việc lựa chọn là rất là quan trọng, đúng không? Đấy thì chúng ta đấy. Đây là một số các cái loại khẩu trang chúng ta nhìn thấy đẹp không ạ? Đảm bảo về tính thẩm mỹ, đúng không ạ? Hoàn toàn đảm bảo về tính thẩm mỹ, đẹp, chị em phụ nữ thích, đúng không? Nhưng tuy nhiên bọn tôi cứ nói đùa cái này chỉ để che mặt thôi, đúng không? Nhưng có vì sao? Tính chất bảo vệ chưa chắc là có. Vì làm sao? Đánh giá hiệu quả sử dụng, hiệu quả về về hiệu suất gọi là lọc của bụi gần như đối với cả các cái loại khẩu trang như này là không cao đấy. Thì việc lựa chọn các cái loại khẩu trang, các cái bán mặt nạ chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn theo tiêu chuẩn đấy. Đấy, hoặc những cái khẩu trang này các anh nhìn thấy rất là đẹp, đúng không? Đấy, đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu gọi là thẩm mỹ, nhưng mà về chất lượng thì chúng ta không sử dụng được. Thì trong cái hoạt động về sản xuất của chúng ta thì chúng ta sẽ phải lựa chọn các cái loại khẩu trang mà đảm bảo về tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ở đây chúng ta cứ hay nói về cái tiêu chuẩn gọi tức là khẩu trang N95 đấy, đúng không? Bây giờ là Covid thì chúng ta cũng cứ nói bảo là phải N95, phải N bao nhiêu, nhưng bản chất của nó cái N95 tức là chúng ta sẽ xác định là việc là hiệu quả lọc được kích thước bụi, lọc được bụi là hiệu quả lọc được 95%, nôm na là như thế, đúng không? Đấy, chứ không có phải là một cái gì cao siêu quá, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn cái này, và tất cả các cái loại khẩu trang này thì được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam bây giờ cũng đã ban hành và được quy định rõ trong quy chuẩn, bắt buộc phải thực hiện các cái phương tiện bảo vệ cá nhân này trước khi đưa ra thị trường thì làm sao phải được đánh giá kiểm định, đảm bảo chất lượng thì mới được bán ra thị trường, đặc biệt là liên quan đến vấn đề về sức khỏe người lao động. Tuy nhiên thì như các anh thấy thì cái quản lý thị trường nó vẫn còn rất là nhiều bất cập, thì nó vẫn còn trôi nổi những cái khẩu trang, những cái phương tiện bảo vệ không đảm bảo chất lượng. Thì việc mình tư vấn, mình lựa chọn những cái chủng loại như nào đấy là trách nhiệm của giảng viên của chúng ta, đúng không? Hoặc là đây là những cái khẩu các cái bán mặt nạ để phòng độc, đúng không? Bán mặt nạ về phòng độc để làm sao để phòng những cái hơi khí độc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất. Nó có cái loại đơn, loại đôi, đúng không? Loại đơn, loại đôi. Các loại này thì nó sẽ liên quan đến việc là tùy từng loại chất độc thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hộp lọc cụ thể, đúng không? Chứ không phải cứ lựa chọn cứ phòng độc là phòng độc, đúng không? Nhưng không phải, đúng không? Thì có những cái nó không có tác dụng bảo vệ. Chúng ta sử dụng nó bằng thừa, hoặc là quá trình về gọi là bảo quản các cái phương tiện bảo vệ cá nhân này nó dẫn đến chất lượng không đảm bảo. Ở đây thì tôi cũng đã đi đánh giá khá là nhiều các doanh nghiệp trong việc sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân này. Đến thì các anh lãnh đạo, dù ơi em yên tâm, đơn vị anh trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, rất xịn, tất cả đầy đủ hết, ngon lành hết. Em bảo ui thế thì tốt quá anh, bảo thế thì bây giờ cụ thể anh cho em đi xuống kiểm tra các cái việc hoạt động của doanh nghiệp cụ thể như thế nào. Đi xuống doanh nghiệp thì bắt đầu đi xuống tại vị trí làm việc thì mới thấy có trang bị, phải khẳng định đó là những cái phương tiện bảo vệ cá nhân rất tốt, nhưng cách thức bảo quản của anh em dưới đấy thì không tốt. Tôi nói đơn giản ví dụ như thế này: tất cả các cái phương tiện bảo vệ cá nhân, các hộp lọc này sau khi bóc ra xong thì làm sao sử dụng, thì nó sẽ phải là làm sao bọc kín lại, đúng không ạ? Nếu không thì nó sẽ là hơi ẩm hoặc là các cái chất độc hại khác nó sẽ thấm vào, nó làm giảm tính năng bảo vệ. Mỗi cái hộp lọc này nó đều có tính năng bảo vệ riêng, thời gian bảo vệ riêng. Ví dụ như thời gian bảo vệ theo tiêu chuẩn bây giờ hiện nay bọn tôi đang đánh giá
một cái hộp hộp lọc để đảm bảo cái chất lượng thì phải là tầm khoảng 70 phút, tức là đủ khả năng để mà khi chúng ta đeo cái hộp lọc này vào làm việc ở trong cái môi trường đấy là 70 phút. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng bảo quản không tốt thì dẫn đến là không còn 70 phút nữa, thậm chí nó chỉ còn 2-30 phút thôi, đúng không ạ? Đấy, với một cái nghiên cứu mà đơn vị chúng tôi cũng đã từng triển khai và một bên COSA Hàn Quốc cũng đã có những cái báo cáo đánh giá về việc là hiệu quả của cái tấm của các cái hộp lọc này sau thời gian sử dụng. Khi mà chúng ta đưa ra để ở ngoài môi trường, bóc cái vỏ ra thì sau tầm khoảng 5 đến 7 ngày thì hiệu quả của chúng ta chỉ còn có khoảng 5 đến 50%. Anh chị ạ. Đấy, tức là 70 phút thì chỉ còn là làm sao? Chỉ còn có khoảng 35 phút thôi, đúng không ạ? Đấy, tức là chỉ sử dụng được cái hộp lọc đến 35 phút là vứt đi, không sử dụng được tiếp. Đấy, thế thì mình bảo quản như thế, mình không đảm bảo tốt như thế, mình cứ tin tưởng vào là chất lượng của cái sản phẩm đấy là tốt, mình vào mình làm cho đến tầm khoảng 35 phút, 45 phút, dần dần mình cứ lịm dần và cuối cùng là chết ở trong đấy, đúng không? Đấy là cái cách bảo quản và phương tiện bảo vệ cá nhân, nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với cả cái tính năng bảo vệ đang sử dụng. Các anh chị nhìn thấy đó, ở đây ạ, đây là một cái loại hộp lọc này, nó chỉ định rõ là giả dụ như là các cái thời gian tác động của từng loại khí chất, giả dụ như là amoni chẳng hạn đấy, với cái nồng độ thử nghiệm là 200 ppm thì chỉ có tác dụng trong 28 phút đấy. Đấy các anh, thế thì việc mà chúng ta đưa vào sử dụng một loại phương tiện bảo vệ cá nhân nào đấy thì chúng ta sẽ phải hiểu rất rõ cái phương tiện bảo vệ cá nhân đấy, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho anh em, ban hành cái hướng dẫn, đúng không, để cho anh em biết được là ô tôi sử dụng cái loại đấy nó chỉ có như thế thôi, chỉ có tác dụng như thế thôi, chứ không phải là cứ nghĩ là ok hết tất cả và cuối cùng là anh em lại tin tưởng vào cái việc sử dụng đấy và lại chết oan đấy, đấy chết oan đấy. Thế thì cái mà này là cái cực kỳ quan trọng trong cái hoạt động tuyên truyền huấn luyện, thì các anh chị là giảng viên, các anh chị cố gắng trao đổi rất rõ cái nội dung đấy cho người lao động được nhận thức cũng như người sử dụng lao động được nhận thức một cách đầy đủ. Ngoài ra cái cách thức đeo sử dụng cũng thế, tức là đeo sử không đảm bảo, không đúng tiêu chuẩn thì chẳng thà không đeo còn hơn, đúng không ạ? Không còn tác dụng bảo vệ, đúng không ạ? Này, lúc này thế. Tiếp theo là phương tiện bảo vệ mắt, thì các anh nhìn thấy phương tiện bảo vệ mắt thì đối với cả mắt này thì là bị tổn thương bởi các cái dạng như là bị vật văng bắn rơi vào đấy, hoặc là do tiếp xúc với các hóa chất, hoặc là các cái vật gọi là vật cứng sắc nhọn, hoặc là do các hổ quang hoặc laser chiếu vào thì có thể dẫn đến tổn thương về mắt. Thì tùy từng loại này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương tiện bảo vệ mắt như thế nào cho phù hợp, đúng không ạ? Loại mà ở vị trí đấy có mối nguy là vật văng bắn thì chúng ta phải lựa chọn là khẩu trang, kính là kính chống văng bắn, đúng không? Ở vị trí đấy là có cái tia gọi là trong quá trình hàn chẳng hạn, đúng không? Thì tia UV phát xạ vân vân thì phải lựa chọn là chống tia UV, hoặc là bây giờ gần đây đó là việc là chúng ta sử dụng các cái loại kính này ạ. Anh em làm việc ngoài trời á hay làm việc trên cao á, đấy thì rất là hay bị các cái gọi là trời mùa hè này nắng nóng tia bức xạ rất là cao thì phải sử dụng các loại là kính râm, đúng không ạ? Phòng ngừa tia UV, đúng không ạ? Tránh gây tổn thương chứ không trèo lên cột một lúc là hoa mắt này thôi, đúng không ạ? Đấy các anh, thì việc lựa chọn các cái phương tiện bảo vệ cá nhân cũng cần quan tâm. Tiếp theo nữa là phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo vệ thân thể, thì chúng ta đó là quần áo, đúng không ạ? Quần áo thân thể, đúng không? Quần áo thì phải là gọn gàng, đúng không? Bảo vệ ngăn ngừa được các cái tác nhân khác tác động đến, ví dụ như là về quần áo chuyên ngành như điện từ trường, quần áo về trong phòng ngừa gọi là các cái sự cố về sinh học, về hóa chất vân vân, hoặc là quần áo về chống cháy, hoặc quần áo về anh em làm việc trong các cái khu vực như là vệ sinh công nghiệp chẳng hạn, phải chui xuống các cái cống, các cái hầm, đúng không? Thì sẽ phải có các cái loại quần áo mà như kiểu là kín này, nước ngang bụng không làm sao, đúng không? Đấy. Hoặc là các yếm nha, này để chống văng bắn các cái loại dung dịch
có gọi là độc hại, có thể tác động đến gây ra tổn hại cho cơ thể người. Một loại phương tiện nữa đó là phương tiện bảo vệ tay, thì theo thống kê thì có đến khoảng 20% số tai nạn là mất khả năng lao động liên quan đến tay. Và các cái tai nạn liên quan đến tay này thì nó có thể thấy tổn thương rất là ác liệt, đúng không? Thì theo các cái mối nguy thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại găng tay cho phù hợp như thế nào. Ví dụ như là cái mối nguy ở đấy là bị các cái loại kim loại mà gây ra các cái vật sắc nhọn có thể gây ra cứa cắt, thì chúng ta sử dụng các cái loại găng tay có lưới sắt, hoặc là găng tay chống cọ sát, găng tay gọi là cách điện, hoặc là làm việc đối với cả cái máy thiết bị mà có bị rung động chẳng hạn, lớn chẳng hạn, thì chúng ta làm sao sử dụng cái găng tay chống rung để tránh cái trường hợp là bị tổn hại về rung tác động đến người, gây ra là sao bị bệnh rung chuyển nghề nghiệp đấy, bệnh đúng là như vậy. Tiếp theo nữa là phương tiện bảo vệ chân, thì chúng ta có thể thấy đôi bàn chân quý quý giá không ạ, rất là quý giá. Tuy nhiên từ khi bị tai nạn lao động thì thực sự là thật là buồn, các anh nhìn thấy. Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái giày ủng làm sao phù hợp với cái đặc thù của cái hoạt động sản xuất, cái mối nguy tồn tại. Ví dụ như là trong cái môi trường đấy chúng ta có các cái mối nguy do vấp ngã chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, hoặc là bị kẹp đổ, bị các cái vật nó rơi đè lên chân chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là cái môi trường đấy nó có điện chẳng hạn, đúng không ạ? Điện gây ra điện giật chẳng hạn. Đấy. Môi trường nóng ẩm, hoặc là môi trường đấy nó có bị trơn trượt chẳng hạn, thì từ đấy chúng ta sẽ lựa chọn được là loại phương tiện là giày giày hoặc ủng đảm bảo các tính năng bảo vệ. Ví dụ như các anh nhìn thấy ở cái hình này, đây là làm sao giày là chống va đập, đúng không? Khi mà đập ở trên này xuống, bị rơi đập ở trên trên này xuống thì làm sao không bị tổn thương đến chân, vì làm sao trên cái lớp, trên cái mũi giày này nó có một cái lớp có thể làm bằng kim loại, có thể làm bằng composite để làm sao phòng ngừa các cái vật rơi, để tránh cái trường hợp là rơi vào chân, đúng không? Thì cái nội dung này chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn là loại phương tiện bảo vệ chống rơi như thế nào, đúng không? Chống rơi như nào? Tại vì ở đấy chúng ta có rất là nhiều loại, có thể loại bảo vệ là loại vật rơi 5 cân, loại rơi 10 cân, loại rơi 20 cân, đúng không? Thế tuy nhiên là cái việc đấy chúng ta sẽ phải đánh giá cái vị trí làm việc của chúng ta có khả năng rơi của các vật như thế đấy nào, để chúng ta lựa chọn được cái loại phương tiện phù hợp. Hoặc là ở vị trí đấy có rất nhiều đinh, đúng không? Nhiều đinh, vật sắc nhọn, đề xê, trong quá trình gia công vương vãi ra ngoài hiện trường. Thế thì lại phải là làm sao giày có cái lớp lót thép, hoặc là cái một loại vật liệu để khác để ngăn ngừa cho việc chống đâm xuyên, đúng không? Để chống đâm xuyên, để tránh trường hợp là bị tổn thương đấy. Hoặc là cái giày này có tính năng là cách điện chẳng hạn, đúng không? Nôm na nếu chúng ta đi vào cái vùng mà gọi là có khả năng nguy cơ về điện chẳng hạn, đấy thì nôm na việc đấy là chúng ta sẽ lựa chọn cụ thể. Hoặc là giày ủng mà lại có cái tính năng là đi vào cái khu vực mà có bị trơn trượt để chẳng hạn, đúng không? Thì cái giày cũng lại phải có cái tính năng là kháng trượt, đúng không? Để tránh trường hợp trượt. Hoặc là làm sao giày ủng lại là chống đi vào các cái vùng mà nó lại hay có dầu mỡ, xăng dầu chẳng hạn, đúng không? Đi loại đế thông thường đi vào thì một thời gian là làm sao nở, trương nở ra, hỏng hết, đúng không? Thì đế sẽ bị hỏng, thì bây giờ mình phải lựa chọn cái loại mà giày có cái tính là chịu được là gọi là dầu mỡ, đúng không? Chịu được hóa chất hoặc là các cái yếu tố khác chống trơn trượt. Còn chống rơi ngã, phương tiện chống rơi ngã ở đây thì anh có thể thấy rõ đó là khi làm việc từ trên cao, quy định là làm việc từ trên cao từ bao nhiêu 2 mét, đúng không? Theo luật được quy định từ 2 mét đổ lên là phải sử dụng dây đai an toàn, đúng là như thế. Tuy nhiên thì trong quá trình hoạt động sản xuất thì có những vị trí là có thể làm được đeo dây đai, đúng không? Có thể không có chỗ không thể đeo được dây đai thì chúng ta có sẽ phải có các cái
công cụ, các phương tiện khác để gọi là hạn chế cái trường hợp gây ra rơi ngã. Nhưng ở đây thì đối với cả các phương tiện bảo vệ cá nhân thì chúng ta sẽ bàn đến cái việc là chúng ta sử dụng các cái loại dây đai an toàn, đúng không? Hoặc là thêm nữa, có thể là trong các công trình xây dựng thì nó có các cái dây cứu sinh chẳng hạn, để cho bảo vệ cho cả một tập thể, đúng không? Cả một cái tuyến thi công, đúng không? Để chúng ta móc các cái dây vào để làm sao để đảm bảo các cái trường hợp. Đây đồng chí này là bị ngã cao đấy. Đấy. Dây đai an toàn thì hiện nay nó có các loại dây đai là dây đai thông thường. Anh tưởng tượng dây đai thông thường ở đây nó chỉ có là cái dây bụng này thôi ạ. Vâng, dây bụng. Nó có thể nó có thông thường chỉ là cái dây. Nó có thể có thêm các cái đệm, các cái vòng đệm để làm sao chống tổn thương khi mà bị ngã. Nó gây ra là nếu tiết diện này nó nhỏ, đúng không? Thì nó dẫn đến là làm sao gây ra xung lực, gây ra chấn thương ở lưng, đúng không? Ngoài ra các cái dây này nó có thể kết hợp với các cái dây gọi kéo dài này, hoặc là các cái túi để gọi là để thêm các dụng cụ, đúng không? Các dụng cụ làm việc, để trong quá trình lên cao, làm việc trên cao thì chúng ta có thể để các cái túi kìm này, bút thử điện này, vân vân, ở đây không phải đeo theo cả một cái túi nữa. Này. Ngoài ra chúng ta có thể kể đến đó là cái dây an toàn toàn thân. Dây an toàn toàn thân tức là mình đeo toàn bộ trên người, đúng không? Từ hông, từ bụng, từ trên gọi là vai. Ngoài ra nó còn có cái loại dây an toàn là bán thân, tức là chỉ có từ phần eo, bụng trở xuống. Đấy. Đấy thì, ngoài ra thì có các cái công cụ hỗ trợ thêm là các cái dây móc. Giả dụ móc mà thông thường móc hai móc, móc một móc, dây trượt trong cái phạm vi làm việc. Hoặc là trên các cái dây móc thì nó có một cái nó gọi là bộ phận hấp thụ, đúng không? Hấp thụ xung lực, đúng không? Khi mà bị rơi ngã thì cái này nó bung ra, nó xé ra và nó làm cho giảm cái xung lực tác động lên người. Đấy. Thì tuy nhiên cái này chúng ta cũng sẽ phải thấy là có một vấn đề ở đây ạ. Việc sử dụng lựa chọn các cái dây an toàn, các dây móc này cũng cần hết sức quan tâm chú ý. Vì sao? Giả dụ như cái lựa chọn cái bộ xung lực này có những cái là nó làm sao ạ? Nó đưa ra là khi nó giãn dài ra, nó giãn dài ra 1 mét, có cái thì giãn dài 3 mét, có cái thì 5-6 mét, đúng không? Thế thì việc mà chúng ta đeo cái này, chúng ta sẽ phải hiểu được bản chất của những cái này. Nếu không, giả dụ tôi nói đơn giản những trường hợp như này, tôi đang đứng làm việc ở một vị trí cao là 2 mét chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi đeo cái dây mà làm sao chưa giãn dài ra thì nó là 1 mét, đúng không? Nhưng mà khi mà gặp mà ngã bị xung lực nó bung cái này ra thì nó tác động dài lên thêm tận 3 mét thì lúc đấy còn có tác dụng bảo vệ không ạ? Thì nó ngã xuống rồi dây vẫn còn trùm, đúng không ạ? Không còn tác dụng bảo vệ nữa. Đấy thì cái việc mà chúng ta lựa chọn và chúng ta hướng dẫn anh em cũng là rất là quan trọng, đúng không ạ? Đây là một số các cái cách mà chúng ta khi đeo dây đúng cách. Đấy, đây là đeo dây bụng đấy. Đấy, giả dụ như đeo móc ở phía trước thì gây ra chấn thương ở đây, đúng không ạ? Lực tác động vào đằng sau lưng, đúng không ạ? Nếu mà đeo là sau lưng thì là gập như thế này thì có thể hạn chế được gây ra xung lực, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là gây ra đeo dây toàn thân thì tác dụng của lực nó sẽ san đều ra trên toàn bộ cơ thể, phần đùi, phần hông, phần eo thì đỡ gây chấn thương. Thì bây giờ hiện nay đối với cả một số các công trình thi công xây dựng hoặc là thi công về làm về chiều cao cột, thi công điện trong hoặc là viễn thông thì rất là nhiều đơn vị bây giờ đang đã chuyển đổi dần từ cái loại hình sử dụng cái dây dây bụng đơn thông thường này sang cái dây an toàn toàn thân này để làm sao hạn chế được các cái nguy cơ rủi ro nhiều hơn. Thì trong các quá trình huấn luyện hướng dẫn thì các anh cũng có thể hướng dẫn thêm các nội dung này. Tiếp theo đó là cái loại về phương tiện bảo vệ cơ quan thính giác thì các anh có thể thấy đó là cái việc mà gây ra chấn thương và gây ra thủng màng nhĩ hoặc là gây tai bị liệt không nhận cảm nhận được âm thanh, tức là làm sao nghĩnh ngãng đấy, đúng là thì nó có các cái loại gọi là phương tiện bảo vệ cá nhân, ví dụ như là các cái ốp ốp tai, ốp toàn bộ hoặc là các cái nút tai, đúng không? Nút tai rút vào trong cái ống tai của chúng ta để làm sao ngăn ngừa giảm thiểu được cái
tiếng ồn. Ở đây thì nó các cái này được nghiên cứu để làm sao giảm được các cái tiếng ồn ở cực độ tần số cao, tần số cao là những cái tần số mà gây ra các cái bệnh tiếc nghề nghiệp. Đấy, thì đấy, cụ thể cái nội dung này thì sẽ về mối nguy về nguy hại này thì sẽ thêm cho các anh. Hôm nay là khi có tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép ở vị trí làm việc thì chúng ta sẽ phải là làm sao dùng các biện pháp để hạn chế, nhưng không hạn chế được thì chúng ta phải cuối cùng là sử dụng cái gọi là phương tiện bảo vệ cá nhân, là cái nút tai chống ồn, ốp tai chống ồn. Đấy. Cuối cùng đó là về cái phương tiện bảo vệ cá nhân đặc thù, mang tính đặc thù như là các cái ủng cách điện, găng tay cách điện, các cái xào cách điện hoặc là các cái thảm cách điện để mà làm sao làm việc trong các môi trường mà có nguy cơ cao về gọi là nguy hiểm về điện. Đấy, thì chúng ta là như vậy. Hoặc là cái các loại phương tiện bảo vệ cá nhân mang tính đặc thù hơn nữa trong các cái công việc đặc thù, ví dụ như là làm việc mà trên khu vực biển này, hay sông ngòi này vân vân, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái áo phao, các loại áo phao vân vân, hoặc là các cái phao. Đấy, thì trên đây là tôi trình bày rất là nhanh, rất là chi tiết, rất là khái quát về cái công tác thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại một đơn vị, cũng như là cái nội dung về việc là các cái mối nguy, cũng như là cái việc sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân. Tôi biết là ở đây thì các anh chị cũng là toàn là những giảng viên và đã kinh qua rất là nhiều kinh nghiệm và đã cũng như là những người đang trực tiếp làm việc thì sẽ có nhiều kinh nghiệm. Do đó thì cái nội dung buổi hôm nay thì tôi xin phép là chỉ trình bày những cái khái quát nhất, cơ bản nhất, mang tính gọi là định hướng chỉ dẫn để cho các anh gọi cả các thầy cô gọi là hình dung được. Còn nếu như các anh có vấn đề gì cần trao đổi, có thể là trong nội dung bài giảng hay là sau này trong quá trình mà hoạt động làm việc mà có những cái vấn đề gì đấy cần trao đổi thì xin mời các anh liên hệ với trực tiếp của tôi là Tuấn, email là anh Tuấn BHND, số điện thoại là 0912252171, hoặc là cái website của Trung tâm An toàn Lao động để chúng tôi sẽ có những cái cơ hội để giải đáp cùng, hoặc là cùng hỗ trợ với các anh, hoặc là cùng cộng tác với các anh trong quá trình mà làm việc sau này để đảm bảo gọi là hạn chế được các cái tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn và chúc các anh sức khỏe, mọi sự như ý. Cảm ơn thầy ạ. Vâng ạ, thưa thầy, có câu hỏi được không ạ? Thầy có thể đáp được luôn không ạ?